Lời nói đầu tiên tôi gửi lời chào đến quý anh chị em đang xem kênh Kiên Nhân Land. Kính chúc những điều tốt đẹp đến quý vị. Trong video quý vị đang xem, tôi sẽ cập nhật tiến độ 3 công trình đang xây dựng tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Công trình thứ nhất là xây dựng trụ sở bảo tàng mới tỉnh Kiên Giang, tọa lạc tại phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Công trình thứ hai là xây dựng đường Nguyễn Thị Minh Khai, kết nối từ đường Trần Quang Khải đến đường Phan Thị Ràng. Công trình thứ ba là tiến độ nâng cấp mở rộng đường Võ Trường Toản tại phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá. Nếu video có thông tin bổ ích, xin quý vị và các bạn để lại một like và luôn theo dõi kênh Kiên Giang Land. Bảo tàng Kiên Giang vốn là dinh thự của một địa chủ phong kiến thời xưa, tọa lạc tại số 27 Nguyễn Văn Chổi, phường Vĩnh Thanh Dân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Được xem là tòa nhà có kiến trúc đẹp và cổ kính nhất địa phương, còn được lưu giữ đến nay. Công trình bảo tàng tỉnh Kiên Giang trụ sở mới được đầu tư xây dựng có vị trí gần sân vận động tỉnh Kiên Giang và công viên văn hóa An Hòa, nằm trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực. Diện tích đất sử dụng cho công trình khoảng 1.739 ha. Nơi đây sẽ là trung tâm văn hóa triển lãm nghệ thuật và bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Kiên Giang. Quy mô đầu tư xây dựng công trình gồm khối nhà chính, cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, sân nền và hạng mục phòng cháy chữa cháy. Khối nhà chính có tổng diện tích xây dựng hơn 8.000 m2 với thiết kế 5 tầng nổi. Công trình bảo tàng tỉnh Kiên Giang có mức đầu tư gần 130 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ thuộc chương trình Mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 là 80 tỷ đồng và nguồn ngân sách tỉnh Kiên Giang khoảng 50 tỷ đồng. Hiện nay tiến độ xây dựng đã đến tầng thứ tư, nhà thầu xây dựng là công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật dự án gửi đến quý vị và các bạn trong thời gian tới. Và nội dung thứ hai tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn cập nhật tiến độ xây dựng đường Nguyễn Thị Minh Khai tại khu vực cổng sau Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Tôi sẽ ghé vào tiến độ dự án gửi đến quý vị và các bạn cùng xem. Đây là đường Lâm Quang Kỳ, tôi sẽ ghé vào đường Nguyễn Thị Minh Khai. Trước mặt quý vị là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Nhà thầu đang làm bó vỉa hè lề đường. Mặt đường rộng khoảng 7 mét. Thế tôi nghĩ là chuẩn bị lót vỉa hè. Hiện tại mặt đường đã được lên các lớp đá và sẽ thảm nhựa nóng. Phía bên tay trái là Bệnh viện Sản Nhi quý vị. Tính ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang sẽ có hai mặt tiền. Việc xây dựng đường Nguyễn Thị Minh Khai này sẽ giúp các phương tiện di chuyển vào bệnh viện một cách dễ dàng hơn. Ở đây cũng có một con đường nữa nè quý vị. Đây là đường Hà Huy Tập, sẽ là một cái ngã tư nối thẳng ra đường Lâm Văn Kỳ. Người dân nào có đất tại đây là sẽ mở rộng hàng quán, buôn bán. Tôi nghĩ một thời gian nữa nhà cửa nơi đây sẽ được xây dựng và mọc lên. Đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai giáp với đường Lê Hồng Phong. Tôi rẽ hướng lên đây là sẽ ra lại đường Lâm Văn Kỳ.
Và tiếp theo tôi sẽ chạy đến đường Võ Trường Toản, cập nhật tiến độ mở rộng đường Võ Trường Toản để quý vị và các bạn cùng xem. Tôi đang chạy trên đường 3 tháng 2, khu vực qua biển của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trước mắt quý vị là cống sông Kiên, phía bên tay trái là bến cảng của thành phố Rạch Giá. Tôi sẽ chạy vào đường Võ Trường Toản, xem tiến độ mở rộng xây dựng đường Võ Trường Toản, tiến độ đầu tháng 5 2023. Vòng xây ở phía trước quý vị và các bạn nhìn thấy là giữa đường 3 tháng 2, đường Lý Thường Kiệt và đường Võ Trường Toản. Còn vòng xây quẹo qua bên phía tay trái là vào khu đô thị Tây Bắc thành phố Rạch Giá. Còn đi thẳng là vào đường Võ Trường Toản. Chỉ giới xây dựng khoảng 17 mét. Đây là tuyến đường Võ Trường Toản này quý vị. Hiện tại tôi quan sát thì nhà dân ở khu vực phía bên tay trái vẫn chưa được di dời, vẫn còn nhiều nhà, cũng còn cỡ mười mấy hai chục căn. Đây, khu vực này nhà thầu đang xây dựng. Họ đang đào lớp đất hữu cơ và trải lớp vải địa, sau đó họ sẽ bơm cát đắp cát nền đường. Giai đoạn đầu tôi nghĩ là họ sẽ mở rộng tới đường Nguyễn Bính Khiêm, giao với đường Nguyễn Bính Khiêm. Đây là đường Nguyễn Bính Khiêm nè quý vị. Sau này đường Nguyễn Bính Khiêm sẽ thông qua khu đô thị Tây Bắc luôn. Và hiện tại chưa làm nền đường xong. Đường Võ Trường Toản chạy thẳng là đi đến đường Nguyễn Thái Bình. Mặt đường hiện tại chỉ 4-5 mét. Để tôi quay về, quay ngược lại tiến độ gửi quý vị và các bạn cùng xem. Hình như theo tôi quan sát thì hệ thống hạ tầng kỹ thuật cống thoát nước đã làm xong và đang trong giai đoạn là đắp cát nền đường, rồi sau đó họ sẽ bó lề đường và nâng mặt đường. Theo tôi nghĩ mặt đường này rộng khoảng 9-11 mét. Sau này đường Võ Trường Toản này làm xong, nếu mà làm từ đoạn qua phường Vĩnh Quang luôn lên tới đường Nguyễn Thái Bình, đây cũng là một trục đường huyết mạch chạy thẳng từ đường ven biển Rạch Giá Hòn Đất, sẽ đi đấu nối vào đường 3 tháng 2. Tôi nhận xét thì tiến độ có thể có vẻ hơi chậm. Trong video tiếp theo tôi sẽ cập nhật tiến độ dự án xây dựng cảng Rạch Giá. Lâu rồi tôi chưa cập nhật bến cảng hành khách Rạch Giá gửi đến quý vị.
tôi xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.